Mình có rủ anh Việt là lên ngồi cùng chém gió cho vui nhưng mà anh ấy xấu hổ. Làm sao thế? Đang chạy ở tốc độ 120. Được rồi, mẹ dạy. Ra đây mẹ dạy. Rồi. Đây mẹ dạy. Để cho ta nè. Đây. Đấy con mặc đi. Quần con nhẹ của con à? Quần gì đấy con? Nhẹ, con tôi nhẹ nhẹ. Mẹ ơi quần con nhẹ đó. Chung là cái xe này đúng thật là trên ở nước mình có cái đồ chơi thì anh lắp cả mọi đồ chơi luôn, nhưng mà những cái đồ chơi này thật nó là hàng hàng tàu, chất lượng không ra gì, đều lắm. À đấy, ôi mọi người nhìn nhá, đây xe còn có đèn ở trên trần này, đèn kéo lên, đèn led thêm này luôn, đứng lên kéo, đúng con tự kéo đi, nào. Đèn nhấp nhấp nháy ở trên trần. Vin ngã trồng cây nhỉ, đứng lên mày giúp, đứng lên, đứng lên. Nhện đó. Mà con nhện đấy à? Con nhện đẹp không? Rất là mày chào. Cười đẹp dai nào. Ừ thế Vin cười đẹp dai đi nào. Ngẩng mặt lên cười đẹp dai nào. Cười đẹp dai như thế á? Thế con đang làm gì đấy? Con đang lắp các bạn chó tun màu xanh nước biển à? Thế bạn lợn màu xanh lá cây của con đâu? Bạn lợn màu hồng của con đâu nhỉ? Lợn màu hồng đâu? Bạn lợn màu hồng cơ mà. Con cầm bạn lợn màu hồng lên mẹ xem nào. Màu gì con? Màu gì nhỉ? Màu hồng đấy mẹ ạ. Giỏi quá. Number one à? Ba đâu? Number one. Number one đi. Ba rồi, cái kia này. Number one đi mẹ xem nào. Không á? Ba rồi. Nhầm rồi. À. Đâu number one thế nào? Thế này cơ mà. Nào giờ đi mẹ xem nào. Giờ lại là đây giờ bên này nè. Mày dậy nhá, mày dậy nhá. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Giỏi quá. Nào, giờ là giờ giờ hai mẹ xem nào. Giờ hai á. Hai thế nào? Đúng rồi, giỏi quá. Giờ. Thôi bye bye nha. Bye bye.